Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho số em xin được một lời chào, lời kính chúc sức khỏe gửi đến tất cả các bác có một cái niềm đam mê chơi BCB trên mọi miền của Tổ quốc các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu cho các bác hai cái mẫu bơm máy đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Đấy bây giờ cũng vào mùa chim cò rồi. Thì các bác nào mà chưa có bơm này hoặc các bác muốn tham khảo các mẫu bơm máy từ dòng bình dân đến những mẫu bơ, bơm máy hàng cao cấp thì các bác cố gắng theo dõi hết cái video này của em để có thể lựa chọn cho mình một trong chiếc bơm máy bên em các bác nhé hai cái mẫu bơm máy này nó chỉ đắt vàng hai cái mẫu bơm tay thôi các bác nhá. Đấy các bác mà bơm bơm tay nó nặng quá hoặc là nó mất nhiều sức quá thì mình có điều kiện kinh tế dư giả thì mình nên tham khảo mua cái mẫu bơm máy này về mình bơm cực kỳ nhàn hoặc là hai ba bác mình có thể chung nhau mua một cái mẫu bơm máy này về mình bơm rất chi là ok các bác nhá. thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nữa sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng cái mẫu bơm máy một em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các cân đối tài chính các bác nhá đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về cho các bác cái mẫu bơm máy ACN phiên bản mới nhất của năm 2023 đây các bác nhé. riêng cái mẫu bơm máy ACN này thì các bác bơm tầm độ 300 đến 350 cân nó rơi vào tầm độ 4 phút các bác nhé, nó rơi vào tầm độ 4 phút thôi cực kỳ nhanh và bơm thì cực kỳ khỏe các bác nhé. bơm máy này cực kỳ bền bỉ theo thời gian. thì mẫu bơm máy ACN những phụ kiện đi kèm thì sẽ đầy đủ các bác nhé. đầu tiên là một cái túi bông lọc này, đây bông lọc này các bác dùng lâu thì mình nên thay định kỳ để chống hơi nước vào bình của mình các bác nhé và đi kèm thì là sẽ có một cái ống thở dầu các bác nhé ống thở dầu về các bác bỏ này ra các bác xoáy xoáy em ống thở dầu này vào các bác nhé và dòng sim sơ cua và một cái cục dây điện nguồn và một cái chai dầu đấy cái bơm máy AC này trong là chưa có dầu các bác nhé về các bác xoáy ống thở dầu ra các bác đổ cho em chai dầu này vào các bác nhé và đi kèm cho chúng ta là một cái giấy hướng dẫn sử dụng một cái cách các tô đây các bác nhé cái này thì là nó sẽ là ghi sử dụng như nào là trong giấy hướng dẫn này có hết các bác nhé về các bác không biết thì các bác cứ nhìn cái giấy này các bác lắp là ok hết các bác mà không muốn nhìn giấy các bác cứ alo trực tiếp cho em em sẽ hướng dẫn các bác từ a đến z và các bác mua bơm máy bên em thì là đào bảo hành một năm các bác nhé đào bảo hành một năm có vấn đề gì một đổi một trong vòng một năm các bác nhé cực kỳ là uy tín luôn các bác nhé đó là về những phụ kiện khi các bác mua bơm máy các bác nhé thì đây đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về cho các bác cái mẫu bơm máy ASEAN đây là đồng hồ đồng hồ siêu to khổng lồ đồng hồ 50 ba các bác nhé đây cái này thì có chế độ chống cháy nổ ở đây các bác nhé chống cháy nổ ở đây và cái này thì máy hút nước đây các bác nhé máy hút nước của bơm máy ASEAN đây thì máy siêu to khổng lồ máy siêu to khổng lồ thì máy to nó có tác dụng gì ạ đó là khi các bác bơm thì là máy này sẽ hút nước lên cái đầu bò này nó sẽ tỏa nhiệt cực kỳ tốt và bơm cực kỳ là ok các bác nhá đó thì mẫu bơm máy AC này bên shop tại thời điểm hiện tại các bác nhé tại thời điểm hiện tại bên shop đang bán được giá là 3 triệu 200 nghìn 3 triệu 200 nghìn đồng bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé tất cả các bác mua hàng bên shop các bác sẽ kiểm tra hàng đúng hàng đúng sản phẩm có đặt thì các bác sẽ thanh toán tiền các bác nhé đó là về bơm máy AC thì tất cả các bác mua bơm máy bên em mà có cọc 200 nghìn tiền trách nhiệm các bác nhé Đấy các bác cứ yên tâm, các bác trao bên em niềm tin thì em sẽ trao lại các bác niềm uy tín các bác nhé Chứ không bao giờ dối gian lọc lừa các bác thứ 1 200 000 cả. Đấy các cái đấy các bác cứ yên tâm các bác nhé Có làm thì mới có ăn các bác ạ. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về cho các bác cái mẫu bơm máy thứ hai. Đây là cái mẫu bơm máy huyền thoại rồi, luôn luôn được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Đây là cái mẫu bơm máy Sizong hàng cao cấp nhất trong dòng bơm máy các bác nhé Mẫu bơm này thì cũng không phải giới thiệu nhiều đúng không ạ? nó bơm tổng ba 300 đến 350 cân rất chi là ok cái mẫu bơm mà à, si -Shi này mẫu bơm máy này thì thời gian đã nói lên cái thương hiệu của si -Shi rồi con ốc chống cháy nổ đây đồng hồ thì đồng hồ dầu đây các bác nhé và đồng hồ dầu đây đây là chế độ tự ngắt của cái mẫu bơm máy si -Shi này ở đây các bác nhé đó về thì các bác cũng xoáy cho em ống thở dầu này ra các bác lắp cho em ống thở dầu vào là cứ thế các bác dùng thôi các bác nhé trong này trong máy của Sejong si đã có dầu rồi về các bác cứ chỉ thấy các bác dùng thôi đây là đồng hồ báo nhiệt thì những bơm máy này các bác dùng các bác cũng biết rồi đồng hồ báo nhiệt mà nó lên tầm độ 55 năm đến 60 độ thì mình có thể dừng lại để khi nó hạ nhiệt mình lại bơm tiếp coi nhé đó thì như cái mẫu bơm máy Sejong si này những video trước các bạn test thực tế rồi nó lên tầm độ 55 độ thì bình của mình đã đầy rồi các bác nhé bơm cực kỳ là ok bơm cực kỳ là khỏe các bác nhé thì mẫu bơm máy si dòng tại thời điểm hiện tại bên số đang bán với giá là 4 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé 4 triệu 200 nghìn đồng bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé đó là về hai cái mẫu bơm máy si dòng và ACN em muốn giới thiệu đến cho các bác thì các bác mà đang quan tâm mẫu bơm máy nào cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em đây các bác nhé để bên em mà tư vấn là lên đơn bán cho các bác những cái chiếc bơm máy từ dòng si dòng đến hàng ACN các bác nhé thì một video em làm rất chi là ngắn thôi. Thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.